Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ em mến chào quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại video mới nhất kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Lời nói đầu tiên chúc cho quý cô chú anh chị có một ngày mới xem kênh thật là dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý quý cô chú và anh chị. Rồi mình chào cô chú anh chị cái này. Rồi một ngày mới em chào cô chú anh chị luôn. Dạ bữa nay thì em có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Thì cây mới vừa trở về sáng luôn ha. Thì em up cái video lên để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Cây bữa nay đẹp nhiều lắm anh chị ơi. Thì bữa nay mình có chẳng hạn như là tím quế nè, sắc pháo và cây hoa trăm mỗi ha. Bữa nay mình lụm từng cây hoa trăm mỗi nữa. Cây này cây núi nha anh chị. Thì tiếp tục cái video hôm nay là cái cây mã số C31 ha. Cây này bông đẹp lắm anh chị. Cây này bông nó chi chít ha. Tôi gọi là ngũ sắc đó. Thì cái cây này cái dùng cây ở vùng núi ha, dùng ở miền trên cao. Đó, cây thì nó già lắm nha cô chú anh chị. Nó lên lọc nè, cục cục luôn. Đó, cây này thì nó rất là dễ trồng như hoa giấy vậy đó. Đó, anh chị về chơi bonsai là ok ha. Rồi mình cho cái thông số C31 đi. Này mình Rồi. đo cái bệ cũ trước nha anh chị. Hoành một bụi nữa luôn ha. À 52 hoành. Đây là cái bụi cái bầu nó còn lớn nữa ha. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao của em nó là 49. Anh ta hạo thử một cái hoành, một cái thân đại diện cho cô chú anh chị hình dung coi. Tại vì một bụi của nó mà nó tới ba thân nè, bốn Bốn thân nữa bốn ha. thân bụi tứ thân ạ. Đó. Không biết nó bao nhiêu. Rồi là 17. Đó, mình hạo thử Rồi cho anh hảo chị thử cho xem một ha. một hoành nữa luôn. 18. Mấy cây này là dạng cây núi nha anh chị. Bông nó trăm mỗi thì nó chi chít ha, bông rất là đẹp. Đó, rồi cây mã số C31. Em giao lưu với anh chị là giá 350 ngàn. Em bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây dạng hoa lầu ha. Dạng hoa lầu này mới trở về anh chị ơi. Anh chị nào mà thích chơi dạng hoa lầu thì nên lụm mấy em này ha. Cây đặc nha anh chị. Thì cây mới trở về. Em chưa có kịp xử lý bó bầu nha. Khi em quay xong rồi thì em mới bó bầu cho anh chị nha. Đó. Cây này thì nói chung là mình bao cây đẹp cho anh chị, không có lỗi nào hết nha cô chú. Đó. Mình cố gắng mình quay cho nó kỹ cho anh chị. Này cây nó mới trở về ha. Còn nguyên bản luôn. Này anh chị về trồng dán cho nó xiên xiên xuống cho nó bay bay cho nó đẹp ha. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đúng là cái bài luôn nè. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì mình bao cho cô chú anh chị là không có cái lỗi nào hết. Rồi cho cái thông số đi. Cho mượn cái gì che nắng cái dân ơi. Nắng cái máy quá. Thôi được rồi Tư ơi. Dạ hoành thân của em nó là 38 ha. Rồi hoành thân là em đo ngay vị trí đó là chỗ cũng hot nè anh chị. 38 ha. Chỉnh đó, 38 đó. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 1m42. Mình nói Rồi thẳng nha. em nhắc lại cây này mã số là C32 ha cô chú anh chị. C32 là cây dạng hoa lầu. Cây dạng hoa lầu C32 này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 1 triệu 9. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Anh chị mình cứ ở tại nhà thì có người ba mang cây tới nhà cho anh chị. Tí xíu nữa đây là em bó bầu ha. Em quay xong thì em bó bầu. Rồi tiếp theo là mã số C33. C33 này là cây giấy đỏ nha anh chị. Đỏ này đỏ ta. Cây này nó có hai cọng đế cũng quái ha. Nó có mấy cọng nhỏ nữa nè. Cây này em mới trở về không nha cô chú anh chị, thành thử ra em chưa có kịp bó bầu. Chút xíu nữa đây thì em sẽ bó bầu cho cô chú anh chị. Rồi anh chị mà chốt đó thì mình mới quấn giấy ở trên bên trên ha. Đó. Rồi mình cho cái thông số đi. Mã số C30 33 33 đúng không? 33. Dạ hoành thân nó non 19 thôi tính 18 đi. Rồi 18 nha anh chị. Cây đặc nha.
Mặc dù nó có hai cọng đế nhưng nó nhỏ, nhưng mà đều được có cái là cây này đặc nha. Chiều cao của nó em nó là 1 mét đúng. Rồi cây mã số C33, cây này đỏ ta, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 450.000, 450 ha, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc. Rồi em này là em sắc pháo ha. Quá trời cái cây này rễ nó nhiều anh chị ơi. Cây này nó có bọng bể, cho báo cho cô chú anh chị nha. Rồi cái này đặt hoàn toàn luôn á. Bao đặt À, khi mà cây em mới về á, cô chú anh chị mà thấy em quay liền đó là em để cho cô chú anh chị quan sát hết bên dưới luôn ha. Tại vì cái cây này nó rất là dễ sống, khi em quay rồi đó em mới bó bầu cho cô chú và anh chị. Đây, khi anh chị mà chốt á, thì mình ở trên bên trên cũng quấn giấy cho cô chú anh chị lại ha. Rồi cho cái thông số đi. dáng hợp bài bài. Đẹp lắm anh chị ơi. Đây, đo ngay cái eo luôn ha. Rồi, hoành thân của nó là 33 luôn. Rồi, hoành thân là 33 ha anh chị. Rồi, tổng chiều cao của nó là 1m1. Rồi, chiều cao là 1m1, cây này mã số C34 không? C34. C34, cây này sắc pháo một màu. Em giao lưu với anh chị là giá là 1.100.000, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Rồi, một em đế quái nữa. Bữa nay mình chơi hơi lớn chút xíu anh chị, giấc sáng nó hơi nắng quá nắng, mình đầu tư mướn cây dù luôn. Đó. Cây này sắc pháo một màu nha anh Cái gì ta đâu thấy cái dù, phải đưa cái dù, ông kia phải lại đưa cái dù vô. chị. Cây này em mới trở về anh chị ơi, chút Đấy xíu quá nữa lắm. đây thì em cắt cho gọn lại nha. Cắt cái đế này còn gọn là bó bầu ha. Chứ cái đế này nó gì em bó bầu không được nha anh chị. Đó, em cắt gọn lại em bó bầu rồi cho anh chị. Xong cái bên trên mà anh chị chốt á, thì quấn giấy cạc tông. Ở cây thì nhà em từ xưa giờ bán là bao sống bao ship nha anh chị. Rồi cho cái thông số mã số C35. Này sắc pháo nha anh chị. Này giá sinh viên luôn cho anh chị dễ chơi. Rồi, hoành thân 22. Rồi chiều cao luôn. Một mét 40. Rồi cây mã số C35 phải không? C35. C35. Cây này em giao lưu với anh chị là giá là 650, 650.000, rẻ giật mình luôn anh chị ơi. Nói để em nó chở về không, em chở tiền xe nó không là cũng một khúc rồi đó. Rồi C36, lấy cây C36 C37 một cặp, bán một cặp luôn. Cây này đẹp quá, em tại em thấy nó đẹp quá, em muốn bán một cặp để cho anh chị chơi cho nó có đôi có bạn nha. Này em bán cặp nha, em bao hàng đẹp Hai cây tương xứng nhau ha, một cốt đó. không à. Coi giống như một cây đực với cây cái gì đó theo em nghĩ nha. Đó, em thấy đẹp quá thành thử em điện vô luôn cho nó chung một cặp luôn. À, cây này nó hơi nhỏ nhưng mà đều cây đặc nha, hàng VIP. Này mã số 37 phải không? C37 nha anh chị. Giờ giờ mới kiểm tra đúng thì còn không đúng Rồi thì cặp này mã số C37 nha anh chị. Ba mươi rồi, 31, 32, 33, 34. Mã số này là 36 đúng không? Rồi xác định với cô chú anh chị là mã số 36 ha, em bán cặp. Rồi cho cái thông số đi. Đây, mình đo ngay hoành cổ luôn ha. Rồi, được 26. Rồi bên kia luôn. Cái bên này chắc hơi to hơn quá. Hai cây này đẹp lắm. Rồi, 28. Hai cây này đẹp lắm nha anh chị. Em thấy nó na ná giống giống nhau nè. Thành thử em bắt cặp luôn cho nó về chung một nhà. Chiều cao của em nó là 87. Tổng chiều cao 87. Hoành Rồi cây xây một 26, cây 28.
Mã số là 36 nha, mã số 36C36. Em nhắc lại cái này em bán cặp ha. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000. 1.100.000 là một cặp nha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số C37. Cây này bự anh chị ạ. Trong vì cái clip này là chỉ có cây này là khủng nha. Đẹp nha anh chị. Em bao hàng VIP nha. Phom dù. Đó. Không có cái lỗi nào hết nha cô chú anh chị. Đó. Thằng nó sắn vào nhau hết trơn ha. Này sát pháo một màu nha cô chú anh chị. Này đẹp lắm á anh chị ơi, anh chị về chơi dù là chơi mau làm thành phẩm lắm nha. Tại lên bên trên đó là chi nhánh nó nhiều, rất là nhiều ha. Đó, cây này là sát pháo nha cô chú anh chị. Đó. Cây này bộ đế nó lớn nè, sống rất là khỏe luôn. Hai thân đó. Nó quyện vào nhau ha. Nhưng mà một góc à, em thấy nó con góc thôi. Rồi cho cái thông số C37 đi. Được nhiêu rồi? 47 hoành. 47 hoành nha cô chú anh chị, cây đặc nha, em bao hàng đẹp. 1m5, 1m8 quay đầu. À, chiều cao nó rơi đâu đó tầm 1m8. Dạ cây mã số C37. Cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị là giá là 2.600.000. 2.600.000 ha, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc. Dạ cây mã số C37 là cũng cây cuối video. Cuối chương trình cũng cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Điều đó cũng rất chân thành biết ơn cùng cô chú và anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị, hẹn lại video sau. Xin chào anh chị.